sang học nhé. Này, đừng tì bậy nhé, miêu bé nhỏ. Miêu bé nhỏ tì bậy thì con thấy không? Rồi, coi miêu bé nhỏ đừng tì bậy nha. Bạn nào á, bạn nó tên gì sang? Bạn nó tên gì con? Miêu. Miêu, miêu đang làm gì? Bể chứa của con căng phòng rồi, miêu bé nhỏ. Bể chứa là cái bụng con á, chứa nhiều nước á là nó căng phòng lên rồi. Lúc này con làm gì đây? Con hãy đi tháo bể chứa đi, là con hãy đi tè đi nha. Khi mà cái bụng con á nó căng phòng nước rồi, con hãy đi tè, gọi là tháo bể chứa. Nhưng mà sao? Đừng nè, tì bậy ra quần. Cái này là nên không? Không được tì bậy no, ra quần. No. Nha. Không được tì bậy ra quần thứ nhất nha. Tiếp theo, đừng tì bậy ra sàn nhà. Nè, không được tì ra sàn nhà nè. Ai hay tì ra sàn nhà? Sàn phải không? Không được tì ra sàn nhà đâu. Sao nữa? Đừng tì bậy ra đồ chơi. Nè, con tì ra đồ chơi, mấy bạn đồ chơi thúi quá, ai cũng bịt mũi hết chưa. Con tì ra đồ chơi xấu lắm nha. Là không có tì bậy ra đồ chơi nè. Mà sao? À, đừng tì bậy ra vỉa hè hay nơi công cộng. Con đi chơi mà mắc tè cũng không có được tì bậy ra vỉa hè nha. Rồi làm gì nữa? Con nhớ đi tì đúng nơi quy định. Rồi con có thể đi tì ở đâu? Rốt để đọc tiếp nè. Này, con đi tì ở đâu nè? Tì vào biển. Nếu mà con đang mặc biển á, con tì vô biển luôn ha. Rồi tì ở đâu nữa? Tì vào bô. Và ra cái bô này, con ngồi tì vô bô nha, con tì vô bô nha. Đó, rồi tì vào đâu nữa? Tì vào bồn cầu.